Hi, hi, hi. Hello, honey. Lời nói đầu tiên xin cho bé học sinh mới có 13 tuổi gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hơn nữa cô dì chú bác mình ở gần ở xa. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Hiện tại Vanessa Diệu Đô Phương đang có mặt tại 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận Hòa Mệt quá. Hiện tại Vanessa Diệu Đô Phương đang có mặt tại 349, cái gì vậy? Cô Vinh nói là con già để tóc này được. Trời ơi, xui ghê đó, hôm nay là tất cả các con gái em hội ngộ tại quán nha. Đây. Cô Vinh nói là con em già để tóc mày hợp. Xui ghê. Đây, người đẹp Ngọc Nhi. Dạ, em Tiểu Yến Tử. Đó thì hôm nay thì quán thì mọi người đã biết rồi. Đây, vòng quay đêm nay là con số gì đây? Đó thì hôm nay là chương trình Lotto Show tại quán em nha mọi người nha. Đó, những anh chị em, bạn bè mình đến mình ăn cái viên chiên nè. Mình uống nước là quán em là sẽ tri ân cho mọi người là mỗi người một tờ lá phiếu Lotto. Là mình trúng là mình sẽ được một con gấu bông. Có hai lựa chọn nha. Một là mình lấy con gấu bông. Dạ, anh chị nào mình không lấy con gấu bông thì mình có thể lấy con gấu bóng. Đó, có hai sự lựa chọn. Đó, nói chung thì em sẽ sổ 2-3 vòng. Dạ, để gì cho mọi người, tri ân mọi người á. Học sinh đi đâu vậy? Học sinh đi kiếm cô giáo nè. Cái mặt giống cô giáo á. Con chào cô. Cái mặt giống thầy hiệu trưởng á. Thầy hiệu trưởng cho tóc giả. Trời ơi, xui ghê, cô giáo mà con. Không, học sinh. Dạ, con chào cô Mi. Không phải. Con hiện ngại con 8 tuổi á cô Mi. Cái mặt con giống như là trai giả gái gì đó. Xui vậy trời, con là con gái mà cô Mi. Tóc thiệt á con. Tóc thiệt cái cô Mi. Đừng có nắm đầu con nha. Cô Mi giỡn, cô Mi không có cắt cớ nắm đầu con nha. Đó thì hôm nay với sự xuất hiện của người đẹp Mikindy nè, Ngọc Nhi nè và chị Vi nữa mọi người ơi. Đó thì một chút nữa tất cả các người đẹp sẽ sổ lô tô cho mọi người. Dạ, có 3 dòng lô tô để mà phục vụ tri ân cho tất cả mọi người nha. Mong là những anh chị em, bạn bè gần xa mình đến quán mình ủng hộ em. Dạ, đây là những vị khách đến rất là sớm luôn. Chị ơi, cho em phỏng vấn chị chút xíu được không chiều? Dạ, cho em hỏi là anh chị mình đang ở đâu quá chiều? Ở quận 8. Ở quận 8 hả? Trời ơi, sát bên em luôn. Cảm ơn chị đã thương yêu, đã ủng hộ, đã ghé quán em nha. Ở đây chơi với em chút có lô tô nha chiều. Dạ, lô tô là... À? Dạ, trúng gấu. Có hai lựa chọn, một là chị trúng gấu bông hay là chị trúng gấu bóng. Chị muốn trúng em à? Chị trúng em là về nuôi luôn á. Em ăn nhiều lắm á. Sao? Nói chứ cảm ơn anh chị ở quận 8 nha. Dạ, chúc mình chơi lô tô với em nha. Vé là hoàn toàn miễn phí, là em tri ân em tặng cho anh chị với lại hai bé chơi lô tô nha. Hai bé chơi lô tô. Dạ. Em xin miếng giấy. Chưa gì mà mồ hôi dâu nó chảy à. Đó thì những anh chị, cô dì, chú bác đến rất là sớm. Ngồi chơi nha cha. Đó thì bây giờ trà đá đi, mẹ làm cho con trà đá đi. Đó thì bây giờ là mọi người thấy không, khu A, khu B. Đó có hai khu, khu A và khu B. Hiện tại khách ra lay ra thì bây giờ cũng 7 giờ mấy rồi mọi người. Chương trình là 8 giờ sẽ bắt đầu nha mọi người nha. Mong là anh chị bạn bè xa gần đó, mình ở gần ở xa tranh thủ đến quán em. Dạ, đến để mình ăn cái viên chiên nè, mình uống nước nè, rồi mình chơi lô tô. Đó, một tuần là em sẽ làm một hai lần lô tô. Hello con. Chúc chơi lô tô với mẹ nha. Nói chúc chơi lô tô với chị Phương nha. Vé là chị Phương phát cho con với lại cho chị gái với lại anh trai miễn phí nha. Nếu mà con hơn là con sẽ trúng được một phiếu JBD. Dạ, kỳ hả con? Ủa sao con khóc vậy? Con khóc sao? Con cười hay con khóc? Dạ cười. Cười đó hả? Dạ. Cười mà cái mặt giống mặt khóc mặt cười quá. Em của tôi nè, đó em trai đó. Em đang ở đâu vậy? Dạ Bình Tân. À Bình Tân hả? Mắc cỡ. Có hiếu ai tiền hay gì không? Dạ không. Chứ sao mắc cỡ? Thôi đừng quay con không nữa. Cái này quay YouTube. Thôi đừng quay. Đâu có sao đâu, quay lên mạng. Con biết con ăn cái viên chiên ủng hộ cô Phương. À kỳ lắm hả? Thôi chút mình quay sau nha, bé nó giấu. Dễ thương ghê, trốn học đi ra đây ăn cái viên chiên á. Ủa phải không? Dạ. À không có trốn học, nghỉ học rồi. Dạ. Ủa sao? Dạ không, con đi học. À còn đi học, có nghĩa là tối là không có học. Ra ăn cái viên chiên. Ăn cái viên chiên xong rồi về ngủ sớm, mai đi học. Đó, cô giáo thầy giáo nhớ thấy đừng có la con, tội nghiệp con nha. Cảm ơn con nha. Dễ thương ghê, còn nhỏ mà thiếu nợ rồi trúng nợ quá trời che mặt nó kìa. Em giỡn thôi nha mọi người nha. Chọc cho mấy em trai vui đó mọi người. Đó, thật sự thì đây là bên khu B. Được cô dì chú bác mình ở gần ở xa thương yêu ủng hộ. Thì hôm nay được ví là thứ bảy cuối tuần đó mọi người. Được anh chị mình ở gần ở xa đã ghé quán ủng hộ em. Dạ, trời ơi ai vậy? Trời ơi ai giả vô cái chân em cái chát vậy trời. Đó vô chụp hình với học sinh nè. Trời ơi đó. Đâu? Đó. Trời cười lắm mẹ. Ai giỡn? Quá đẹp. Trời ơi. Hai hai hai. Đó, tứ đại mỹ nhân em đang có mặt tại 349 Ngô Gia Tự. Không lỗi mọi người ơi. Có tam đại mỹ nhân rồi nè,
phải là mỹ nhân, đây là hoàng tử. Đâu, mỹ nhân mà. Con hoàng tử. Thì là mỹ nhân. Để chú you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ê, bây giờ đùi móng tay bén như sò cái móng tay. Đó, hôm nay người đẹp Mikandy đang người đẹp Ngọc Nhi với người đẹp Lan Vy ra rất là sớm nha mọi người nha. Đó, 8 giờ thì tụi em mới lên chương trình mấy giờ chị Vy? 8 giờ 10. À, 8 giờ 10 rồi, có thể là trễ 5 phút hoặc là 10 phút. Tại vì đợi Minh Tuyết ra rồi mình chuẩn bị mình làm show luôn. Tao gì gọi Minh Tuyết rồi, để em đi phát vé cho. Phát vé không? Đi đi. Phát vé số huy động 43BD lại tận bàn phát vé miễn phí luôn quý vị ơi. Lô tô show hôm nay là hoàn toàn miễn phí. Anh chị nào mình còn ngần ngại ở ngoài đường thì mình vô mình gửi xe giùm em nha quý vị ơi. Lâu lâu mới có một tỳ không phải hủ tiếu mì ngày nào cũng có. Dạ Sawanika, sụi mại khạp 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 la. Vô ngồi giùm em luôn anh chị ơi. Đó anh chị nào mình còn ở ngoài đường mình vô mình gửi xe giùm em nha. Hey, xe. Hey hey hey. Về kẻ toàn người mình. Hai mươi lăm con mấy vị đây mấy vị đây con ba vị đây ba vị đây trong căn nhà quan dường như có ba lũ đầu đà làm em hết hồn con ba đầu đinh đinh hàm đông đen tinh tinh lũ đầu đà làm em cái gì giờ mình lần đầu em gặp đầu đinh nó thú mình thật giàu thơm ngày là ngày vừa qua đầu đinh có nhớ Con
13. Con 13 con 13 con 13 con mấy gì đây mấy gì đây con về nhà đây cô gì đây. Khi xưa Alibaba nhiều nhà người ta dám xe đạp kia Alibaba. Hôm nay Alibaba nhiều nhà người ta dám xe đạp kia. Dạ, và bây giờ chở được tiếng hát của Hội Đẹp. Hãy yếm